Chị bán được bao nhiêu năm rồi chị? Bán không nhớ bao nhiêu năm, chỉ biết nhớ là bán hộ con gái hay thằng bà ngoại thôi. Chợ này là 30 mấy năm rồi. 32 năm. 32 năm rồi. Chào mừng quý các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Nai Quê Tôi. Lúc này kênh Đồng Nai Quê Tôi đang có mặt tại khu vực Cầu Trắng hay còn gọi là Dốc Thăng Long. Ngày hôm nay gửi đến quý các bạn một số hình ảnh về khu vực chợ Tam Hòa. Ở đây là khu vực ngã ba Tam Hiệp với quý vị. Ngày hôm nay là ngày mùng 5 tháng 4 năm 2024. Ở lúc này là hơn 5 giờ chiều. Đây là khu ngã ba Tam Hiệp. Giấc này thì lượng xe di chuyển rất là đông, đặc biệt là xe máy, công nhân đi làm về đó quý vị. Đến đây thì kênh Đồng Nai của tôi sẽ rẽ tay trái để vào chợ Tam Hòa cập nhật tình hình mới nhất cho quý bạn cùng xem. Hiện nay thì khu nhà lồng của chợ Tam Hòa đã bị tháo dỡ các cái hạng mục để đảm bảo phòng cháy chữa cháy đó quý vị. Khu ở ngoài này cũng bắt tháo gỡ để trả lại hiện trạng ban đầu của chợ Tam Hòa ngày xưa. Đây quý vị, các bạn có thể nhìn thấy là những cái bạt dù đã được tháo gỡ. Chỗ này có rất là nhiều tiệm vàng như là tiệm vàng Hùng, rồi Quốc Bảo, rồi Đức Thịnh. Vào ngày 4 tháng 4 vừa rồi thì Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa đã chỉ thị cho các chợ không đảm bảo phòng cháy chữa cháy sẽ phải tháo dỡ một số cái hạng mục. Trong đó có 3 chợ là chợ Long Bình Tân, chợ Tân Biên và chợ Tam Hòa. Đây là con cảnh chợ chiều tại chợ Tam Hòa đây quý vị. Các gian hàng ở ngoài đây thì vẫn buôn bán bình thường. Chỗ này bán bánh bò thốt nốt với lại xăm xăm, chè, bánh tét các loại. Đây quý vị, đây là khu lồng chợ đây. Đây khu này họ đã cưa cho nó bằng để trở lại trạng thái ban đầu của chợ. Thì thời gian bên tỉnh cho là 1 tháng đó quý vị, từ cuối tháng 3 cho đến cuối tháng 4. Đây là cái bảng chợ Tam Hòa ngày xưa đây quý vị. Mọi người cũng đang làm lại nè. Mấy cái bạt dù cũng bắt tháo hết luôn. Nhà nước bắt phải làm đúng cái phần ô ở phía bên trong thì mới cho buôn bán nè quý vị. Đây là những cái ô như thế này nè. Phía bên đây là khu chợ thịt heo.
vào buổi tối nếu như giấc 1 giờ mà các bạn xuống đây là khu này rất là nhộn nhịp. Các này thì ở đây buổi chiều không buôn bán nha quý vị. Đường này đi thẳng chúng ta sẽ đi ra hướng nhà thờ giáo xứ Bùi Thái. Mấy cái bạt dù này là tháo hết luôn nha quý vị. Mấy ngày qua thì tại Đồng Nai cũng xảy ra rất là nhiều vụ cháy, đặc biệt là hồi trưa nay gần khu vực chợ Sạch cũng có xảy ra vụ cháy. Đây họ giăng dây rồi này. Các sạp hàng thì tạm thời đóng cửa. Trời xuống đẹp quá. Mọi người cũng tranh thủ làm cho sớm để được buôn bán. Sau khi tháo gỡ thì mình nhìn thấy rất là thông thoáng ha quý vị. Đây các cái khu ở bên trong đây, các cái máy tôn nó cũng hư hết rồi nè quý vị nè. Chỗ này cũng đã được giăng dây. Phía cái chỗ kia là cái bảng chợ Tâm Hòa. Chợ Tâm Hòa thì được xây dựng vào năm 1991. Sau đó khoảng 2 năm từ năm 92 đến năm 93 thì chợ bắt đầu hoạt động. Đây là quang cảnh của chợ Tâm Hòa đấy quý vị. Một tuần trước thì ở đây vẫn còn những cái bạc, tuy nhiên là mới tháo gỡ cách đây khoảng 3-4 ngày ha quý vị. Những cái máy tôn này. Muốn hư hết rồi quý vị. Mấy cái máy tôn này nó muốn hư hết rồi chú hả? Cái này chắc phải mấy chục năm mà, 30 năm chưa? Mấy tô mới mười mấy năm mà nó muốn rột hết rồi nè. Đây có tiệm bún. Đây quý vị ăn bún buổi chiều ghé đây nha. Các sạp phía bên kia cũng đã đóng cửa. Mấy tiệm chè với bún hôm nay bán lại là quý vị. Cái này mình làm xong hết thì chắc cho bán lại đúng không ạ? Đây là chỗ. Kia có cái bảng thông báo kìa. Tạm ngừng hoạt động từ ngày 22 tháng 3. Bắt đầu sửa lại. Sửa lại. Như vậy thì mình nghỉ hết rồi, bắt đầu sửa lại hết rồi mới muốn mà giúp. Dạ, cảm ơn chú.
Đấy, quý vị có cái bảng bảng thông báo ở đây nè. Cái bảng chợ cũng xét hết rồi quý vị. Là khu ở bên trong đây quý vị, các cái cửa hàng bán quần áo bán lại rồi. Buôn bán được không chị? Chậm. Chậm không hả? Chợ tan hoang. Chậm. Dạ. Khu mấy chỗ này nó cấm chưa cho hoạt động hả chị? Bên ngoài nè. Bên ngoài cũng lai rai thôi, à. Làm vừa sửa chữa, vừa dạ. Sửa chữa. Dạ. Cho trở lại giống như xưa hả chị? Rồi, chúc chị mua may bán đắt. Mọi người mua quần áo ghé trong đây. Khu này bán quần áo nón đầy đủ luôn. Các cô rất là vui tính. Tự nhiên chợ Tam Hòa nổi tiếng. Dạ. Ở chợ Bình thì có chợ Tam Hòa với lại chợ Long Bình Tân và chợ Tân Biên là ba chợ không đạt chuẩn phòng cháy chữa cháy. Ừ. Nghiêm chỉnh lắm. Hy vọng là làm xong thì chợ Tam Hòa sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đây là khu phía bên trong lòng chợ đây quý vị. Ở chỗ này giăng dây nè quý vị. Rồi một số cái sạp mà cho thuê luôn, cho thuê bán buổi đêm. Chợ Tam Hòa nói chung nhìn cũng rất là rộng quý vị. Tuy nhiên là những cái khu phía trong này giờ không có ai buôn bán hết. Rất là tiếc. Khu này thì buổi sáng khoảng giấc 4 giờ, 5 giờ thì rất là nhộn nhịp. Bây giờ Cần Đồng Nai với tôi sẽ di chuyển ra phía bên ngoài, quay phía ngoài chợ cho quý vị các bạn cùng xem. Đây là các cái khu bên trong này. Nhìn những cái máy tôn nó xét hết rồi quý vị. Phía trên á, ở dưới đây mình không nhìn thấy nhưng mà ở trên cao thì mình mới thấy là nó xét hết rồi. Bữa nay chỗ này
khi họ giải tỏa xong thì rất là thông thoáng. Bún với lại chè bán lại rồi. Chè bán rồi. Dạ. Bán hôm nay. Mới bán hôm nay hả cô? Hôm trước thì nó cắt tôm nè. Nó bắt cắt hết cái tôm này luôn rồi cơ. Cắt như vậy mưa là ướt luôn á. Dạ. Ở nhà mình ghé đây ăn chè với ăn bún thì chè thì bán từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Bún thì cũng khoảng nhất 7 giờ đến rất chiều tối rồi quý vị. Chè rồi sinh tố rồi nước cam. Sinh tố mới nhiều chè lắm. Chị bán được bao nhiêu năm rồi chị? Bán không nhớ bao nhiêu năm. Chợ này là 30 mấy năm rồi. 32 năm rồi. Mình bán từ chợ cũ ra mà. Dạ. Bán từ chợ cũ ra. Bán từ già 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 luôn rồi. Thôi em đi nha, cảm ơn chị. Ồ, cá đã chưa? Cá diêu hồng. Đây nhà thờ Bùi Thái đây quý vị. Chiều thì khu chỗ này bán đồ nướng với lại trái cây. Bưởi ngon chưa nào quý vị? Ở chợ này thì Cần Đồng Nai của tôi quen rất là nhiều người ở dưới chợ này. Cam đấy quý vị, mùa này cam cũng rất là rẻ. Đi thẳng đường này thì sẽ ra cầu Mương Sao. Này buổi sáng thì cũng rất là đông quý vị. Họ họp chợ ra ngoài này cho nên là khu bên trong lòng chợ thì nó rất là vắng. Đây có quầy Thăng Long ở Bình Thuận mang xuống này quý vị. Thăng Long với rất là nhiều giá, giá thấp nhất là 10.000 một ký quý vị, 12.000, 15.000, 25.000, 20.000. Có bán cả dưa hấu với lại thơm và đu đủ chuối. Đây là trước cổng giáo xứ Bùi Thái. Đây là cái đường mình có thể đi ra chợ Tam Hòa luôn nè quý vị nè. Đường này nó mới mở dọc bờ kênh.
này sau khi hoàn thiện xong thì sẽ rất là đẹp ha quý vị. Họ cáng đường lại và hai bên là dòng suối đi thẳng ra sông Đồng Nai. Đây, ra tới đây là mình lại ra tới chợ Tam Hòa rồi. Này trước có một cái bãi rác nhưng mà giờ đang được san bằng sát với lại bờ kè quý vị. Và ngày hôm nay thì kênh Đồng Nai của tôi gửi đến với các bạn một ngôi chợ có thâm niên trên 30 năm tại phường Tam Hòa, đó chính là chợ Tam Hòa. Đến đây kênh Đồng Nai của tôi xin phép dừng video ở đây. Hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như quý các bạn yêu mến kênh Đồng Nai của tôi, quý các bạn có thể ấn vào nút đăng ký, subscribe. Đặc biệt nhớ ấn chuông để nhận được những video tiếp theo mới nhất từ kênh Đồng Nai của tôi. Còn bây giờ tôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý các bạn ở những video tiếp theo.